Chào các bạn, trong bài trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục rewrite cho website của chúng ta. Trong bài trước chúng ta đã rewrite được cho siêu liên kết xem chi tiết. Trong bài trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục rewrite cho link đặt hàng. Bình thường khi chúng ta đứng ở trang chủ, chúng ta bấm vào mục đặt hàng thì bạn thấy là chúng ta đặt hàng được, chúng ta đã mua được một sản phẩm vào bên trong giỏ hàng. Nhưng nếu mà chúng ta vào bên trong một cái danh mục sản phẩm, chúng ta đứng bên trong này, chúng ta bấm đặt hàng, thì bạn thấy là nó sẽ báo lỗi. Khi chúng ta vào một cái danh mục sản phẩm chúng ta xem, thì lúc giờ nó hiểu là chúng ta đang đứng bên trong thư mục danh mục 2, và bên trong danh mục 2 này có trang đặt hàng. Nhưng mà thực tế là chúng ta không có cái thư mục này trong website của chúng ta. Do đó bạn thấy là nó sẽ báo lỗi. Và link này bạn thấy là nó cũng chưa rewrite. Đối với cái link đặt hàng này thì bạn thấy chúng ta có gửi lên một cái mã sản phẩm, chính là cái sản phẩm mà người ta muốn mua. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ rewrite cái link này. Đây là link gốc. Bây giờ chúng ta sẽ rewrite cái link này thành cái dạng như sau. Đầu tiên sẽ là địa chỉ website của chúng ta. Trong cái link này chúng ta phải có cái mã sản phẩm truyền lên. Do đó chỗ này chúng ta sẽ truyền cái tham số X lên. Và trong đây chúng ta rewrite thành cái tên sản phẩm. Người ta đặt hàng sản phẩm nào thì chúng ta sẽ đưa cái tên sản phẩm đó vào. Ví dụ chỗ này là tên sản phẩm. .html. Thì trong cái link này bạn thấy là chúng ta có cái X. Cái X này chính là cái mã sản phẩm. Và khi người ta bấm người ta đặt hàng sản phẩm nào thì chúng ta sẽ truyền cái tên sản phẩm đó vào bên trong cái link của chúng ta. Vậy là đối với cái link bên dưới này thì nó là link thân thiện, còn link này là link gốc. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tạo link thân thiện. Bây giờ các bạn hãy mở lại trang in sản phẩm mới version 1 lên. Chúng ta rewrite cho cái trang sản phẩm nổi bật ở trang chủ của chúng ta trước. Thì trong cái phần sản phẩm nổi bật của chúng ta chỗ này thì chúng ta cũng có một cái link đặt hàng. Bây giờ các bạn mở trang này lên thì đây là cái link đặt hàng của chúng ta. Bạn thấy khi chúng ta bấm vào cái link đặt hàng này thì chúng ta gọi cái trang đặt hàng .php, chúng ta truyền cái mã sản phẩm lên. Bây giờ các bạn hãy copy lại cái link này để chúng ta lưu trữ lại một cái. Các bạn copy nó, sau đó các bạn dán xuống đây, các bạn khóa lại để chúng ta lưu trữ lại cái link này. Bây giờ chỗ cái phần đặt hàng này, đầu tiên sẽ là địa chỉ website của chúng ta. Chỗ này các bạn bỏ. Địa chỉ website thì các bạn đưa địa chỉ web của chúng ta vào. Các bạn echo cái biến $URL vào bên trong địa chỉ web của chúng ta. Đầu tiên trong cái link của chúng ta, sau này sẽ là cái địa chỉ website. Rồi sau đó là tới X. X là cái mã số sản phẩm mà người ta mua. Thì cái này chính là X. Rồi sau đó chúng ta xuyệt tới cái tên sản phẩm. Cái tên sản phẩm là nó đang nằm bên trong cái mảng con rsub ở phần tử có cái khóa là 2. Chúng ta dán vào đây. Sau đó chúng ta thêm .html vào. Trong đây rsub ở phần tử có cái khóa là 0 chính là cái mã số sản phẩm mà chúng ta muốn mua. Còn cái rsub ở phần tử có cái khóa là 2 chính là cái tên sản phẩm. Đối với cái tên sản phẩm chỗ này thì chúng ta cũng cắt bỏ tiếng Việt. Do đó chỗ này các bạn gọi hàm việt decode. Chúng ta việt decode cho cái tên sản phẩm. Trong trang này là chúng ta đã có gọi việt decode rồi. Bây giờ các bạn lưu lại. Các bạn review trang chủ của chúng ta lại. Bây giờ các bạn đụng vào thử cái link đặt hàng thì bạn thấy trong cái thanh status phía dưới này, bạn để ý là nó đã chuyển đổi thành cho chúng ta cái link thân thiện.
đó là cái sản phẩm số 2 và chỗ này sẽ là TV. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta viết HTTPS. Cái link này là hai tham số. Đối với những cái link mà nó có nhiều tham số thì các bạn nên để phía trên. Còn cái link này là link một tham số. Các bạn copy cái link này. Các bạn dán xuống đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta rewrite. Cái link gốc. Các bạn xem lại cái link gốc của chúng ta. Thì cái link gốc của chúng ta là chúng ta link tới trang đặt hàng và chúng ta truyền cái mã sản phẩm lên. Do đó chỗ này cái link gốc của chúng ta là chúng ta link tới trang đặt hàng, chúng ta truyền mã sản phẩm và cái mã sản phẩm này chính là cái tham số 1. Ví dụ người ta bấm vào cái sản phẩm này, người ta đặt hàng thì cái mã sản phẩm sẽ là SP2. Còn người ta bấm vào sản phẩm này người ta đặt hàng thì cái mã sản phẩm sẽ là SP3. Do đó chỗ này nó sẽ là cái tham số 1. Bây giờ bên đây chúng ta sẽ rewrite. Cái chấm sao này là đại diện cho cái mã sản phẩm. Còn cái chấm sao phía sau này là đại diện cho tên sản phẩm. Bên trong cái link chúng ta thì cái X này chính là cái mã số sản phẩm. Thì cái dấu sao này là đại diện cho mã số sản phẩm. Nó sẽ thay đổi cho cái sản phẩm mà người ta mua. Ví dụ người ta mua sản phẩm là SP11 thì cái dấu sao này sẽ là SP11. Còn người ta mua sản phẩm SP2 thì chỗ này dấu sao này sẽ là SP2. Còn người ta bấm vào người ta mua sản phẩm nào thì cái tên sản phẩm đó nó sẽ là cái dấu sao này, sau đó là nó chấm HTML. Ví dụ người ta mua cái TV số 3 thì sẽ là TV số 3.html. Bây giờ các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn về trang chủ. Sau đó các bạn bấm các bạn đặt hàng thử. Ví dụ chúng ta đặt hàng cái thiết bị âm thanh số 10 này thử. Các bạn bấm đặt hàng. Chỗ này á là nó quay về trang index không được. Bạn thấy là chỗ này là nó link tới cái link chúng ta sẽ là sản phẩm 20 và đây là index. Các bạn quay về lại. Bạn thấy là chúng ta đã đặt hàng được rồi nhưng mà chúng ta không có quay về trang chủ được. Nó hiểu là bây giờ khi chúng ta bấm chúng ta mua, ví dụ chúng ta đặt hàng chỗ này thì nó đã bỏ vào giỏ hàng, nhưng mà trang index này á là do lúc chúng ta viết sau khi chúng ta đặt hàng xong á là chúng ta quay về trang chủ, nhưng mà giờ nó hiểu bây giờ là trang chủ nằm trong cái thư mục SP4 này. Do đó là bây giờ chúng ta phải sửa lại cái chỗ sau khi chúng ta đặt hàng xong. Chỗ này là chúng ta gọi cái trang đặt hàng. Do đó các bạn mở cái trang đặt hàng lên để chúng ta sửa lại. Thì sau khi chúng ta đặt hàng xong thì bạn thấy là chúng ta nhảy về trang index, nhưng mà bây giờ nó hiểu á là cái trang index này là bây giờ nó nằm bên trong cái thư mục SP4, vì hồi nãy chúng ta mua cái sản phẩm SP4. Do đó chỗ này là chúng ta phải làm sao chúng ta đưa được cái địa chỉ website của chúng ta vào chỗ này để nó hiểu là bây giờ cái index này là nằm ở bên trong cái thư mục training của chúng ta thì mới được, vì trang chủ của chúng ta là nằm trong thư mục training chứ không phải nằm ở bên trong cái mã sản phẩm này. Do đó chỗ này chúng ta cần đưa cái địa chỉ website của chúng ta vào. Để đưa địa chỉ website vào á, chỗ này á thì các bạn hãy include. Chỗ này chúng ta sẽ tiến hành chúng ta include. Chúng ta sẽ include cái trang ini.php của chúng ta vào đây. Sau khi chúng ta include được cái trang ini này rồi thì chỗ này chúng ta sẽ có được cái biến $url. Do đó chỗ này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật nối chuỗi. Chỗ này các bạn nhảy đòi một cái rồi sau đó chúng ta chấm với cái biến $url, rồi chúng ta chấm, chúng ta nhảy đòi một cái chỗ này. Chỗ này có nghĩa là chúng ta sẽ nhảy tới cái trang index nằm bên trong cái địa chỉ website của chúng ta.
Bây giờ các bạn lưu lại, các bạn quay về lại trang chủ và chúng ta tiến hành mua hàng lại. Bây giờ các bạn xóa hết các sản phẩm mà chúng ta đã mua được đi. Chúng ta vẫn mua được, chỉ có cái là bây giờ chúng ta không nhảy về được trang chủ thôi. Khi chúng ta mua xong thì nó phải nhảy về cái trang index nằm trong thư mục training thì mới được. Vì trang index là nó nằm ở góc của website, là nó nằm bên trong mục training. Thư mục training của chúng ta hiện tại là thư mục góc của website. Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta đặt hàng lại. Bây giờ chúng ta bấm chúng ta đặt hàng. Chỗ này là chúng ta mua cái thiết bị âm thanh số 5 có mã số là SB15. Chúng ta bấm chúng ta đặt hàng thử. Thì mình thấy là chúng ta đã đặt hàng thành công và chúng ta nhảy về trang index nằm bên trong thư mục training. Do đó chỗ này là các bạn phải sửa lại cái link header chỗ này. Rồi chúng ta tiếp tục chúng ta đặt hàng. Ví dụ chúng ta đặt hàng cái máy thiết bị văn phòng số 6 này. Thì bạn thấy sau khi chúng ta đặt hàng xong là chúng ta đã có được hai sản phẩm và chúng ta đã nhảy về được trang chủ. Bây giờ các bạn tiến hành, các bạn vào bên trong cái trang sản phẩm thuộc một danh mục sản phẩm nào đó. Nếu mà chỗ này chúng ta đứng đặt hàng thì nó sẽ báo lỗi. Do đó là chúng ta cũng phải sửa lại cái link đặt hàng bên trong cái trang này. Thì hiện tại đó là cái trang đó của chúng ta, đó là cái trang sản phẩm. Bây giờ trong trang sản phẩm này các bạn ý là chúng ta cũng có cái link đặt hàng chỗ này. Cái trang đặt hàng này là cái trang khi chúng ta bấm vào cái danh mục sản phẩm cấp 1 trên menu thì nó sẽ gọi cái trang sản phẩm này. Bây giờ cái link này các bạn hãy copy lại. Các bạn tạo ra một cái nữa. Sau đó các bạn khóa cái link này lại. Bây giờ chỗ này chúng ta tiến hành chúng ta rewrite tương tự. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa địa chỉ website vào bên trong cái link của chúng ta. Cái này chính là cái mã số sản phẩm mà chúng ta muốn mua, đó là X. Rồi sau đó chúng ta đưa cái tên sản phẩm vào. Chỗ này chúng ta duyệt một cái, rồi tên sản phẩm. Tên sản phẩm thì chúng ta lấy bên trong cái mảng con ARSUP ở phần tử có cái khóa là 2. Sau đó chúng ta cần là .html. Chỗ này thì chúng ta cũng việc decode luôn. Chúng ta việc decode cái tên sản phẩm nằm bên trong cái mảng con ARSUP ở phần tử có cái khóa là 2. Các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn vào lại cái danh mục sản phẩm. Bây giờ chúng ta đặt mua thử. Ví dụ chúng ta đặt mua cái thiết bị này, các bạn bấm đặt hàng thì bạn thấy là chúng ta đã mua được cái sản phẩm này. Và sau khi mua xong thì chúng ta nhảy về trang chủ. Thì đây là cái sản phẩm mà chúng ta vừa mới mua. Bây giờ khi chúng ta xem chi tiết một cái sản phẩm thì bên trong chi tiết sản phẩm thì chúng ta có cái sản phẩm cùng loại. Thì trong cái sản phẩm cùng loại này thì chúng ta cũng có cái mục đặt hàng. Do đó các bạn cũng mở cái trang sản phẩm cùng loại lên để chúng ta rewrite tương tự. Thì trong trang này thì chúng ta cũng có cái link đặt hàng chỗ này. Ở đây các bạn cũng copy cái link này xuống một cái. Các bạn dán xuống đây. Chúng ta khóa cái link này lại. Bây giờ chúng ta làm tương tự giống như hồi nãy. Đầu tiên trong cái link rewrite của chúng ta là địa chỉ website. Rồi sau đó là tới X. X này là cái mã sản phẩm mà chúng ta muốn đặt hàng. Sau đó là duyệt tới tên sản phẩm. Tên sản phẩm thì các bạn lấy cái mảng con ARSUP ở phần tử có cái khóa là 2. Rồi sau đó chúng ta cần là .html theo đúng cái định dạng link mà chúng ta mong muốn rewrite chỗ này. Chỗ này thì chúng ta cũng việc decode cho nó. Các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn refresh lại cái trang chi tiết sản phẩm này của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang đứng bên trong cái phần sản phẩm cùng loại. Chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta mua cái sản phẩm này. Vậy bạn thấy là chúng ta đã đặt hàng được cái sản phẩm này. Bây giờ trong cái phần tìm kiếm sản phẩm, chúng ta tìm kiếm cái sản phẩm. Thì sau khi chúng ta tìm được cái sản phẩm rồi thì
bên trong cái sản phẩm mà chúng ta tìm ra thì cũng có cái link đặt hàng chỗ này. Do đó các bạn cũng làm tương tự, trong cái trang in kết quả tìm kiếm này, chỗ này chúng ta cũng có cái link đặt hàng. Các bạn cũng copy cái này, các bạn dán xuống bên dưới, các bạn khóa cái link này lại. Và chúng ta làm tương tự thôi. Trong cái link redirect của chúng ta thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa địa chỉ website vào. Do đó chỗ này các bạn đưa cái địa chỉ $URL vào. Sau đó là tới X. X là cái mã số của sản phẩm mà chúng ta muốn đặt hàng. Sau đó là duyệt tới cái tên sản phẩm. Cái tên sản phẩm thì chúng ta lấy bên trong cái mảng con ARSUP ở phần tử có cái khóa là 2. Sau đó chỗ này chúng ta chấm HTML. Và chỗ này chúng ta cũng cắt bỏ tiếng Việt cho cái tên sản phẩm này, bằng cách là chúng ta gọi hàm Việt decode. Bây giờ các bạn refresh lại cái trang kết quả tìm của chúng ta. Bây giờ ví dụ chúng ta mua cái laptop này thử, chúng ta đặt hàng cái laptop số 8 này, thì bạn thấy bây giờ chúng ta đã đặt được cái sản phẩm này. Khi chúng ta xem giao hàng thì bạn thấy là chúng ta đã có được cái sản phẩm này. Vậy là khi chúng ta đụng vào cái link đặt hàng này thì bạn thấy á, là bây giờ trong cái link của chúng ta nó là link thân thiện theo cái định dạng là mã sản phẩm rồi tên sản phẩm chấm html, chứ không phải là đặt hàng chấm hỏi mã sản phẩm bằng máy nữa. Thì đó là cái cách mà chúng ta rewrite cho cái siêu liên kết đặt hàng của chúng ta. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.